Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Itu pilihan semua orang. Tôi tôn trọng điều đó. Saya menghargai itu. Một lần nữa tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dù chúng ta không cùng một đất nước, meskipun kita tidak berasal dari negara yang sama. Nhưng tôi cảm nhận được và tôi thấy rất hạnh phúc. Tapi aku merasakannya dan aku merasa sangat bahagia. Cảm ơn các bạn. Terima kasih. Terima kasih Indonesia ya. Terima kasih. Và cảm ơn cho em gửi lời cảm ơn đến các anh các chị của gia đình Villa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và bảo vệ em, ủng hộ em suốt thời gian qua, cũng biết bao nhiêu chuyện rồi mà mọi người vẫn cứ ở đây yêu thương bảo vệ em. Còn mấy lời gửi nốt đến mấy bạn Indo nhé mọi người. Cũng đã có rất nhiều người bỏ đi. Ada juga banyak orang yang pergi. Nhưng tôi tôn trọng họ và không trách họ. Tapi saya menghormati mereka dan tidak menyalahkan mereka. Vì đó là quyết định của họ. Karena itu keputusan mereka. Terima kasih Indonesia. Terima kasih. Ôi bây giờ hát đi mọi người. Hát nhá. Hát đi mọi người.